Hello anh em nha. Hôm nay tôi lại tiếp tục làm cái series sâu ác nha. Thì cảm ơn em Nguyễn Anh Khoa sinh năm 2005 đã cho tôi mượn cái ạc này nha. Rồi. Ạc đang VIP 7 nha, đặc quyền VIP 7 nha, nạp đủ 3.290.000 nữa là lên VIP 8 nha, ạc này nạp 17 triệu rồi nha. Thì không dài dòng nữa thì tôi sẽ cho anh em xem là với một ạc nạp 17 củ thì nó sẽ có cái gì nha. Nói chung là ạc này thì nó không phải là VIP nếu mà để so với những ạc VIP 7, VIP 8 khác, nhưng mà tôi sâu cái ạc này, tại vì hôm nay là Vinagame bán TMB ạc này thì tất cả bao nhiêu tiền đổ hết vào vòng quay 100 kim cương cơ không ạ. Thành ra là mới có full một vòng 3Z bon bit thôi. Chắc ạc này VIP 7 này full ít vòng nhất. Nếu mà tính về VIP thì so với ạc VIP 5 của tôi, chắc là VIP 5 của tôi phải được gọi là VIP 9 chứ không phải VIP 5 nữa. Rồi cho anh em xem nhé. M4A1 bon bit, M4A1 Predator, M41 Jewelry, AL94, hai khẩu M14 MR Darklight. Nói chung là hai khẩu này thì đẹp thôi chứ còn phế lắm. Đây, ạc này duy nhất là full vòng 3Z bon bit nhé. MSG90 code này, Gatling này, Thompson băng này, Golden Suck này, DE bon bit nhé, DE Thunder, dìu container. Rồi dìu VIP nhé. Đây thanh niên này quay rất nhiều vòng 100 kim cương, được hai cây Kuribit nhưng mà lại không được TMB các bác ạ. Hôm nay nó lại bán một củ, một thanh niên này nạp 17 củ rồi nhưng mà quyết định vẫn không mua TMB các bác ạ. Không mua là không mua vì quay quá nhiều rồi, bây giờ chán rồi. Rồi có sẻng sâu bon bit này, AK bá tước nhá, lục bá tước, AK Rose, AK hồng, rồi Mauser Lobe Dragon, rồi diều nữa này, diều Lobe Dragon, dép tổ ong. Dép tổ ong thì mua một chiếc này còn trả góp, thanh niên quá mắc nhọ anh em ạ. Này, trả góp này, tôi xem trả góp mấy kỳ, mới trả một kỳ mất 1.500, mà trong khi đó người ta mua có 111 kim cương, thanh niên này nhỏ, gọi là nhỏ nhỏ nhất server anh em ạ. Tuần là tôi bán luôn, tôi không thèm đi cái dép này. Rồi, trứng vịt thối này chắc hôm qua mới mở ấy được này. Ska thì 3-4 khẩu này. Lọ CB Transformer nhá. IAS Phonix. Kiếm vàng, IAS Phonix Gold, rồi Kuri Ultimate Gold này. Găng tay vạ quên móng rồng nhá, Nolan sóng kích, nói chung là hết rồi. Đây, nhân vật thì mới có 3 nhân vật vòng quay thôi nhá. Vật phẩm thì cũng không có gì, xem nào. Rồi nhẫn thì lại lại quay hên quá, lại ra hai cái ngắm kẻ địch hiện HP nhé. Rồi không có gì luôn. Rồi mang tiếng là mang là VIP 7 thật nhưng mà không có AK Chan mới AK VIP, thành ra không xóa được KD nhé, KD 0.76. Rồi Never 92 nha anh em. VIP 7 mà là 17 triệu, VIP 7 này mà gọi VIP 5 của tôi bằng cụ. VIP 5 tôi nếu mà tính theo VIP 7 này chắc phải gọi VIP 9 nữa. À rồi rồi, tôi cho anh em xem vòng quay nhé. Nhiều người mới quá. Phòng AK Chan vẫn còn 2 4 4 ô nó mới full nha. Phòng M4 cũng còn 4 ô nó mới full. Rồi, vòng 3Z thì full rồi nhé, quay thêm 2 ô nữa này. Rồi, shop thì hôm nay nó vẫn thế, anh em thì cũng biết rồi đấy. Đến 11 giờ 23 phút hôm nay nó lại bán lại TMB nhé. Đây, thanh niên VIP 7 này. Đây, tôi lại sale cho anh em xem lại nhé. Đặc quyền VIP 7 nhé. Nạp đủ 3 triệu 290 nghìn nữa đạt VIP 8 này. À, này nạp 17 củ đấy. Bây giờ nó lại bán TMB rẻ này nhưng mà thanh niên không mua anh em ạ. Rồi. Để tôi xem thành tựu có cái gì không nhỉ. Clan thì ở Clan hạng A Lưu Star mới vào thôi. Hạng 113. Rồi, chứ không có gì, xem nào. Rồi, tôi xem thành tựu nhé. Thành tựu mới được có level 3 thôi chứ. À này cũng người cày này, nạp nhiều tiền nhưng mà người cày này, mới có level 3 anh em ạ. Rồi.
Cảm ơn anh em đã coi và ủng hộ kênh tôi nhé. Anh em xem thấy hay thì like and sub ủng hộ tôi nhé. À, tôi cũng thông báo luôn là anh em nào mà đổi thẻ Zing thì inbox tôi trước, thì tại vì mỗi ngày ấy thì nó chỉ có số lượng có hạn thôi, mà nhiều người inbox quá thì tôi không đáp ứng kịp đâu nhé anh em nhé. Có nhiều người người ta đưa tiền tôi trước mới có thẻ nha. Rồi, cảm ơn anh em đã coi clip của tôi nhé. Bye bye.